Họa sĩ Hoàng Tích Trù, bậc thầy chữ tình trong hội họa Sơn Mải Việt Nam. Họa sĩ Hoàng Tích Trù, sinh năm 1912, mất năm 2003, quê ở làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm 1929, khi mới 17 tuổi. Ông đang theo học một lớp dự bị tại trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương thì phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đến năm 1936, ông thi đỗ vào khóa 11, từ năm 1936 đến năm 1941 của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, học cùng khóa với nhiều họa sĩ có tên tuổi như Bùi Trang Trước, Nguyễn Văn Tị, Nguyễn Tiến Trung. Sau khi tốt nghiệp năm 1941, ông mở xưởng vẽ tại phố Hàng Khoai và là một trong số những họa sĩ đầu tiên mở xưởng sơn mài ở Hà Nội. Họa sĩ Hoàng Tích Chu nổi trội về các tranh bằng chất liệu sơn mài, hầu hết các tác phẩm của ông mang phong cách hiện thực. Ông vẽ về Bắc Hồ, về công cuộc kháng chiến và phong cảnh quê hương bằng tình cảm trong sáng, mộc mạc, chân thành. Ông có nhiều công tìm tòi, khai thác, xây dựng và phát triển nền nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, đạt tới hiệu quả cao trong nghệ thuật tạo hình. Được ghi nhận là một bậc thầy chữ tình trong hội họa sơn mài, bút pháp nghệ thuật của Hoàng Tích Chu thay đổi qua nhiều hoàn cảnh lịch sử như Cổ điển, giai đoạn trước 1945, tiêu biểu là tác phẩm Bình Phong, phong cảnh chùa thầy, hiện thực, giai đoạn sau 1954, với các tác phẩm, tổ đổi công, bác hồ chơi với thiếu nhi, tượng trưng, những năm cuối với các tác phẩm như hòa bình trên các vì sao, nhịp điệu. Ông chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật dân gian qua thi ca và không gian văn hóa, hơn là trực tiếp từ nghệ thuật tạo hình cổ, kết hợp với sự yêu thích nghệ thuật hiện đại, và đồng thời ngưỡng mộ phong cách hội họa giàu tính dân tộc của các họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân. Bất cứ tuyển tập tranh hiện đại nào của Việt Nam đều không thể bỏ qua tác phẩm tổ đổi công của Hoàng Tích Trù vẽ năm 1958. Đây là một trong những tác phẩm sơn mài đầu tiên sử dụng bảng màu phong phú, đặc biệt là màu xanh, bổ sung cho những màu truyền thống son, then, vàng, bạc, đã thể hiện thành công hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Nam một cách sống động tự nhiên. Họa sĩ Hoàng Tích Trù cũng rất tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Ông từng là chủ nhiệm khoa Sơn mài, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, viện trưởng viện Mỹ nghệ dân gian Hà Nội, có phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh mỹ thuật trong và ngoài nước. Trong quá trình công tác, ông đã được tặng huân chương lao động hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng nhì, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy hiệu Hồ Chí Minh, huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Các tác phẩm của ông hiện có tranh trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Phương Đông ở Moscow và được rất nhiều bộ sưu tập tư nhân lưu giữ và săn tìm.